Nay rảnh rỗi trời mưa không có đi đâu chơi, ngồi chia sẻ với các bạn về trải nghiệm của mình đối với lại pin của iPhone. Lý do mà mình làm cái video này á, tại vì mình thấy một cái tin tức đó là dung lượng pin iPhone 15 sẽ cao hơn so với lại những cái máy mà đang có trên thị trường hiện nay của iPhone luôn. Vậy thì mình muốn chia sẻ với các bạn, thứ nhất là cái trải nghiệm của mình đối với lại thời gian dùng pin của iPhone nó như thế nào, những cái gì mình thích, những cái gì mình không thích, và nguyên cái hành trình đó trong 9 năm qua luôn chứ không chỉ là bây giờ ha. Ngoài ra mình cũng muốn tóm tắt nhanh về cái tin đồn này á, là pin của iPhone 15 thì nó to lên như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào tới trải nghiệm bình thường sử dụng. Rồi bây giờ bắt đầu ha. Trước tiên á thì mình nói về những cái ấn tượng của mình đối với lại thời gian dùng pin của iPhone nha. Thì cái mà mình ấn tượng nhất á, đó là con iPhone 6 Plus. Đó cũng là một trong những con iPhone màn hình to đầu tiên mà Apple họ ra mắt. Từ iPhone 5 trở về trước á, thì lúc đó chủ yếu là mấy cái con máy nhỏ thôi. Thì khi mà mình bắt đầu mua con iPhone 6 Plus mình sử dụng á, thì mình vô cùng ấn tượng với thời gian dùng pin, tại vì nó khác biệt hoàn toàn so với không chỉ iPhone trước đó mà còn với cả những cái con điện thoại Android lúc đấy luôn. Cái thời 2014 khi mà con iPhone 6 Plus mới vừa ra mắt á, thì lúc đó mình chưa xài iPhone làm máy chính đâu các bạn. Lúc đó con điện thoại chính của mình á, là HTC One M7, một con máy rất là đẹp ha. Thì sau khi mà mình bắt đầu sử dụng con iPhone 6 Plus á, thì có hai điểm mình thích nhất. Thứ nhất là thời gian dùng pin và thứ hai là màn hình to. Và kể từ đó trở đi mình bắt đầu sử dụng iPhone như là một con điện thoại chính của mình luôn. Từ đó về sau thì mình luôn ưu tiên chọn những cái dòng máy là có chữ Plus để mình được trải nghiệm cái màn hình to. Sau đó thì mình nâng cấp lên iPhone 7 Plus nè, màu jet black cực kỳ đẹp. iPhone 8 thì mình skip tại vì nó không có điểm gì quá nổi bật hết. Tới iPhone X, iPhone 10 á, là cái con đầu tiên mà có Face ID á, thì mình mới nâng cấp. Và khi mà mình xài con iPhone 10 á, một trong những điểm là mình rất là thất vọng đó là về thời gian dùng pin. Tại vì máy nó nhỏ, pin nó cũng nhỏ mà thời gian dùng pin cơ bản của con nó cũng kém lắm các bạn. Cho nên khi mà Apple họ ra mắt con iPhone XS Max một năm sau đó là mình ngay lập tức mình nâng cấp lên liền luôn. Sau khi lên XS Max rồi thì năm sau mình đổi thành iPhone 11 Pro Max. Và với con iPhone 11 Pro Max lại một lần nữa mình rất ấn tượng với cách mà Apple làm cái cục pin. Tại vì dung lượng của nó không quá cao nhưng mà thời gian dùng pin của nó cực kỳ ấn tượng. iPhone 11 Pro Max á, là thời gian dùng pin xài lâu lắm luôn á nha. Và tới đầu năm 2022 mình mới bắt đầu đổi sang iPhone 13. Tức là con iPhone 11 Pro Max mình nhớ là mình xài cũng được coi như là 2 năm mấy ha. Cũng một thời gian rất là dài á chứ. Chỉ tới khi mà cái pin của nó quá chai rồi, mình không thể sử dụng được nữa, thì lúc đó mình mới phải đổi lên con iPhone 13 thôi. Và khi mà mình lên iPhone 13 thì lại một lần nữa, nhỏ hơn mà, cho nên là pin nó cũng không có ngon bằng. Các bạn nghe tiếng ầm ầm thì thông cảm ha, tại vì đang mưa rất là lớn ở ngoài, có luôn cả sấm sét nữa chứ. Và cuối cùng ha, sau khi mà iPhone 4 ra đời thì đây vẫn là con điện thoại chính của mình, iPhone 14 Plus. Cầm nó không có bị cứng như là những con 13, 14 Pro Max, mà nó vẫn có đáp ứng được cho mình về thời gian dùng pin tốt và màn hình to. Cho nên hiện tại mình rất hài lòng với lại con iPhone 14 Plus và mình luôn giới thiệu nó, mình sẵn sàng recommend nó cho bất kỳ ai hỏi là bây giờ mua máy nào ngon. Rồi, bây giờ mình qua cái tin đồn về iPhone 15 ha. Thì quên mất, ở đây đang có con Huawei Watch 4. Ít hôm nữa làm video cho các bạn coi, mình đang trải nghiệm nó. Ở đây mình có một cái thống kê, các bạn sẽ thấy nó trên màn hình ha. Thì cái mà các bạn đang thấy ở trên màn hình á là một cái bảng tổng kết về dung lượng pin của iPhone 13 cho tới những cái tin đồn về iPhone 15. Thì các bạn có thể thấy là con iPhone 15 á, là cái con nhỏ nhất ha. Dung lượng pin của nó đã lên tới 3877 mAh rồi. iPhone 15 Plus dung lượng là 4900, thậm chí nó còn trâu hơn cả con iPhone 15 Pro Max là 4852. Nếu mà so với lại 14 á, thì con iPhone 15 nó tăng 18%, 15 Plus tăng 14%, 15 Pro tăng 14% và 15 Pro Max là tăng 15%. Thì đây đều là những cái mức tăng khá là lớn. Mình thấy là tăng trên 10% là đã khá là ấn tượng rồi. Thì trước giờ các bạn thấy là cục pin của iPhone á, họ không có chạy đua với lại thế giới của Android. Các bạn thấy là bên Android bây giờ chúng ta đã có những con điện thoại 5.000, 6.000 mAh rồi. Tại vì Apple họ tối ưu rất tốt cả về phần mềm, về phần cứng nè. Cho nên là cái trải nghiệm pin của iPhone là ok. Chỉ có những con iPhone mini á, thì thời gian dùng pin của nó không ngon thôi. Nhưng mà iPhone mini thì bây giờ cũng đã dừng bán rồi cho nên thôi mình cũng không đề cập tới. Thật ra thì không chỉ về pin đâu mà trước giờ thì Apple họ không có chạy đua về cấu hình so với lại Android. Về dung lượng RAM, về chip xử lý, về số nhân, rồi xung nhịp này kia. Rồi về số chấm của camera, Apple cơ bản là họ không có đua mấy cái thứ đấy. Và đặc biệt nếu mà năm nay con iPhone 15 Pro Max mà nó đẹp quá, mà nó gọi là nó quá khác biệt so với lại 15 Plus á, thì có khả năng là mình sẽ chọn con 15 Pro Max. Thời gian dùng pin có thể là sẽ tương đương hoặc là thấp hơn so với lại 15 Plus một chút. Nhưng mà mình có thể kỳ vọng được là thời gian thực tế là khoảng 1 ngày rưỡi cho tới 2 ngày là chuyện rất bình thường ha. Hiện tại con, Hiện tại con iPhone 14 Plus của mình đã trụ được 1 ngày rưỡi rồi.
thì với cái dung lượng pin tăng lên như thế này có khi là tới 2 ngày luôn đó nha. Rồi, cái video này rảnh rỗi tám chơi với các bạn chút xíu vậy thôi. Các bạn có muốn chia sẻ gì về thời gian dùng pin của iPhone hay không thì mời các bạn comment ha. À quên mất, chắc chắn là nghe tới thời gian dùng pin của iPhone sẽ có bạn comment là iPhone bây giờ không có sạc nhanh như những con điện thoại Android, thì cũng đúng luôn nha, cái này mình hoàn toàn đồng ý. Bản thân mình vẫn ước là iPhone có thể sạc được với cái dòng nhanh hơn hiện nay, không cần phải 100-200W như là trong thế giới Android, nhưng mà nhanh hơn hiện nay là ok. Nói chung là càng nhanh càng tốt, không có sao cả. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ha. Bye bye.